Chào các bạn học sinh thân mến, chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 6 Right On năm học 2022-2023 với cái sách Student Book, sách học sinh bài số 1. Chúng ta đã giải tới 1F rồi, trong 21 rồi nhé. Hôm nay chúng ta qua cái bài Listening, đó là Check CD1, Check 22 các bạn. Đó là chúng ta làm cái bài gì? Cái bài nghe. Cái bài nghe này thì đáp án có sẵn đây rồi. Thì bữa nào rảnh thì chúng ta sẽ được mở audio chúng ta nghe lại nhé. Where the sofa là ghế sofa ở đâu, chúng ta khoanh câu C này, nó ở giữa hai cái armchair đó. Câu số 2 là nhà của Max ở trên tầng mấy, và nó là tầng 4, đáp án của chúng ta là tầng 4. Rồi căn phòng của anh ta không có cái gì, đó là cái bàn, cái desk, đáp án là câu B. Rồi qua cái phần writing trang 31 luôn, đó là một cái lá thư về ngôi nhà của bạn. Chúng ta sẽ coi cái ngữ pháp của cái câu thì nó thiếu cái dấu gì đây. Chúng ta coi này, ta coi nó giải thích cho chúng ta. Đó là chúng ta sẽ để dấu chấm full stop ở cuối câu. Ví dụ my house is big thì chúng ta để cái dấu chấm ở cuối câu. Dấu phẩy là commas là chúng ta sẽ phân biệt giữa các yếu tố với nhau trong một cái danh sách ấy. Ví dụ có một cái sofa, một cái đèn, một cái armchair, một cái tivi ở trong living room thì chúng ta thấy chúng ta để những dấu phẩy để ngăn cách các ý với nhau. Rồi chấm hỏi được kết thúc nằm trong câu hỏi các bạn. Khi các bạn thấy câu hỏi thì các bạn sẽ có chấm hỏi hoặc là câu cảm thán để đưa ra một cái nhấn mạnh. Câu cảm thán được dùng để nhấn mạnh cái gì đó thì chúng ta sẽ xài để chấm than cuối câu. Như này, there a garden outside, các bạn thấy có động từ to be đầu câu, đây là câu nghi vấn thì chúng ta phải có chấm hỏi cuối câu. Câu số 2, nhà của tôi có một cái bếp, chúng ta phải có phẩy, a living room, phẩy, two bedroom and a bathroom, chúng ta sẽ chấm dấu câu, chấm cuối câu như thế này. Câu số 3, nhà của tôi rất là tuyệt vời, đây là một cái câu cảm thán, một cái câu cảm thán thì chúng ta phải có dấu chấm chấm than ở cuối câu như thế này. Ok. Rồi hãy hoàn thành một cái lá thư viết về ngôi nhà của bạn. Ok, khoảng 50 từ, viết nó ở đâu, nó có cái gì bên ngoài, có cái gì bên trong. Và chúng ta có thể viết như này được này. Đấy, mà đâu rồi, viết khác thì đúng hơn. Viết hết rồi. Rồi chúng ta cần biết là xin chào tên của bạn gì đó, cảm ơn vì lá thư của bạn, nhà của tôi rất là tuyệt vời, is in the city chẳng hạn, nó bên trong thành phố, outside bên ngoài, there is a garden and a yard, có một cái vườn và một cái sân, inside bên trong, there is cái gì đó, bây giờ chúng ta có thể viết vào đây luôn đi. Ví dụ chúng ta viết cho Mary chẳng hạn, hi Mary này. Thanks for your letter. My house is great. It's in the city. It's in the city. Outside there is a garden. Garden. And a jar. Rồi. Inside bên trong có there is a có một phòng khách. A living room này. Bên trong có một phòng khách. A dining room, một phòng ăn. Một phòng bếp, hai phòng ngủ, two bedroom and a bathroom, và một phòng tắm. Đấy, chúng ta có thể viết như vậy. Ký tên một cái bài đơn giản thì như vậy thôi là được rồi.